Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một siêu phẩm đến từ thương hiệu Mỹ Trek, siêu phẩm carbon các bác nhé. Được trang bị nguyên bộ cấu hình của Duray. Vâng, Trek là một thương hiệu rất là nổi tiếng thế giới, và một trong những thương hiệu hàng đầu về dòng xe đua cũng như dòng xe thể thao. Bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chi tiết xe. Vâng, đây là hình thức khung carbon các bác nhé. Những logo của Trek và những thương hiệu của Trek thì hiện trên khung xe đây, rất là nổi. Em sẽ lướt qua chi tiết hình thức của xe. Đây là cọc yên carbon của Bontrager. Vâng, như các bạn nhìn thì hình thức chiếc xe khá là mới. Em đánh giá trên 90%. Hầu như không có vết xước nào cả. Đây là vết xước tem không đáng kể các bác nhé, không ảnh hưởng gì đến chất lượng của xe. Cọc yên nguyên bản carbon của Bontrager. Bontrager là một hãng làm về phụ tùng xe của Trek Mỹ. Như các bác biết thì Trek là luôn đứng đầu trong top những dòng xe thể thao. Cồn bát cổ phốt đều nguyên bản của Trek. Chiếc xe rất là cao cấp. Bộ bê ăn cá của Lux, bê ăn cá của Pháp các bác nhé. Người dùng trước người ta đã nâng cấp lên. Bộ bê ăn cá rất là cao cấp đây. Chuyển động rất là êm. Đây là hình thức yên. Yên rất là mới các bác nhé. Cọc yên carbon rất là đẹp, vân carbon này. Còn nguyên bộ khung là full carbon, càng carbon. Nguyên bản theo xe Trek. Có thể Trek đây. Ghi đông hiệu của Profile. Vâng, phía trên đây thì xe được trang bị bộ phanh, bộ tay lắc của Duray. Vâng, đây Duray là cao cấp hơn cả 105 các bác nhé. Đây là cũng là một cấu hình xe đầu tiên về tại cửa hàng em, cao cấp nhất. Đây các bác, dây cũng để Duray đây. Bộ phanh 3 mảnh nguyên bản của Duray. Bên phải là bộ tay lắc bên lít, bên đĩa cũng của Duray. Tay lắc còn khá là mới các bác nhé. Người chủ trước đi xe này rất là giữ gìn. Và cũng nâng cấp lên bộ lốp của Gian. Chắc là mới thay, rất là mới các bác nhé. Vẫn còn nguyên đường chỉ đây. Rất mòn, rất ít. Vâng, cùng với bộ Mayer bạc đạn rất là cao cấp.
Vâng, và đây là thông số lốp của xe là 700 x 25C. Em nghĩ với bộ lốp mới thay này thì các bác thể đi 1 năm 2 năm được. Thì đây là bộ lốp hiệu. Chiếc xe rất độc đáo, có chỉnh dây đề. Bấm đây, các bác thể chỉnh dây lên xuống đây, bấm. Rất là độc đáo. Một chiếc xe Czech Mỹ full carbon. Đây là bộ phanh sau của xe, cũng của đua đây. Bộ Mayer bạc đạn sau của xe đây. Các bác thấy toàn bộ bên trong của xe rất là mới. Lip xích. Vâng, đây là Mayer LA. LA đây các bác nhé, các bác thể nhìn rõ đây. Đây để nét rồi. Đây là hiệu của Anh Quốc. Đây là mã số khung của xe carbon. Xích và líp còn rất là mới các bác nhé. Bộ xích líp đều nguyên bản của đua đây, củ đề của đua đây. Bộ đùi đĩa 2 tầng, gạt đĩa của đua đây. Bây giờ em sẽ đo size của xe. Vâng, và xe có chiều cao size đứng là 51, của các bác từ 1m63 đến 1m75 có thể đi vừa chiếc xe này. Giờ em sẽ đi vào chuyển động, xem chuyển động của đua đây tốt như nào. Bê đàn cá các bác nhé, rất là cao cấp, bê đàn cá của Lux. Lên lip, vâng, như các bác thấy chuyển động rất là tốt. Đây là một group mới nhất về lại cả anh em, chưa bao giờ về. Chiếc xe rất là cao cấp, chuyển động rất tốt các bác nhé. Bên phải em là bên đĩa, xuống đĩa, lên đĩa. Vâng, bộ Mayer bạc đạn, bánh quay rất là bon. Cùng với nguyên bộ group của Lula A. Khung càng, cọc yên carbon. Vâng, và em vừa review xong chiếc xe đua carbon đến từ thương hiệu Mỹ Czech. Và chiếc xe được bán tại cửa hàng em với mức giá là 18.900.000. Chiếc xe được trang bị nguyên bộ group của Duray, Shimano Duray và full carbon các bác nhé. Vâng, các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975709903 để xem những hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi kênh Kiên Xe Đạp và nhớ chiếc chuông để xem những chiếc xe đẹp về lại cửa hàng em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.